Và trở lại với những bản tin của đài NPR trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị ở DC, Maryland, Virginia. Thì thưa quý vị, như Lê Ngọc đã nhắc đến những cái vụ kiện, thì trong ngày hôm qua, thưa với luật sư Duyên, Lê Ngọc thấy là tòa án tối cao của Mỹ đã bắt đầu xem xét cái vụ kiện liên quan tới cái hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump. Thì thật sự một vị lãnh đạo của nước Mỹ, một vị tổng thống có quyền giữ bí mật tài chính trong cái hồ sơ thuế hay không? Chúng ta thấy là cho tới ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump ông vẫn giữ kín mọi hồ sơ nộp thuế, dù rằng trước đây chúng ta cũng đã nghe ông lên tiếng, ông cam kết trong cái cuộc bầu cử năm 2016, rồi trong cái thời gian Lê Ngọc nhớ là khoảng cũng gần một năm trước đây thì ông nói là ông sẽ công khai những cái tài liệu này và ông sẽ là người công khai. Đến thời điểm nào thì thật sự ông mới công khai chúng ta cũng chưa thấy, mặc dù chúng ta biết rằng cái việc mà công khai cái hồ sơ thuế đã trở thành một cái thông lệ, một cái truyền thống mà mọi lãnh đạo của nước Mỹ đều thực hiện kể từ thời của Tổng thống ông Richard Nixon cầm quyền vào những năm 1970. Thì thật sự tối cao pháp viện sẽ phán quyết như thế nào? Nhưng mà Lệ Ngọc thấy là những cái bản tin đưa ra lại cho thấy là tối cao pháp viện đang có những cái dấu hiệu chuẩn bị đưa ra phán quyết, thì chúng ta đang chờ đợi xem cái phán quyết nó như thế nào. Thưa luật sư Duyên, Tổng thống sẽ phải trình cái hồ sơ thuế hay là không phải trình? Điều này luật sư có một cái nhận định như thế nào? Sẽ phân tích được cái câu hỏi của Lệ Ngọc, nhưng mà trước khi cho một vài cái ý kiến cá nhân về cái vấn đề mà bảo trợ cho chương trình NVR đó. Trong khoảng thời gian khoảng một tháng trở lại đây thôi, thì là tự nhiên cái chương trình của cho anh em chúng tôi cắt, tôi thấy là cắt quãng rồi chính giữa mà có để mà đưa một vài phút quảng cáo tới đó, thì thứ nhất nó là cần thiết cho anh em chúng tôi trong những cái lúc như là cũng nghỉ ngơi, gọi là đi rót ly nước mà. Nhưng mà biết rằng cái ngắt quãng đó nó mà rất là hay. Ở trên tôi nghe radio với lại xem tin nữa, thì đa số các cái radio của Mỹ cũng vậy, họ sống là nhờ cái vấn đề bảo trợ, nhờ cái vấn đề thương mại, nhờ cái vấn đề quảng cáo. Thì có cái đài radio là NPR đó, của Mỹ, cái thông tin rất là trung thực, mà không có nghĩa là trung trung thực và dứt khoát lắm á. Mà cái sự bảo trợ chính của họ đó là do những cái người nghe người ta đóng góp, và do những cái người mà những cái người mạnh thường quân đó, họ 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 đóng góp vào, và cái đài nó sống bằng cái ngân sách đó. Mà đài rất là hay, thì NVR của Lê Ngọc cũng cũng thế thôi à. Nếu mà quý thính giả, tôi thì tôi có thể so sánh những cái gì mà tôi nghe từ cái đài NVR với lại những cái đài radio ở Nam và Bắc Cali đó, tôi thấy là cái phẩm chất và cái phẩm chất về truyền tin và cái nhân cách đó, là tôi thấy không có đài nào giống như vậy hết đó. Và tôi thì tôi không có liên quan gì tới vấn đề tài chính của NVR hết, nhưng mà tôi hiểu cái khó khăn của cái đài, một cái đài radio là để mà phát đi đó, khó khăn như thế nào mà phát đi một cách ngon lành, trình bày sự thực mà không có sợ cái áp lực bên này hay áp lực bên kia đó, cái đó là khó lắm. Cho nên tôi mỗi một lần mà tôi nghe những cái phút quảng cáo như vậy, tôi appreciate, tôi trân trọng cái quyết định của quý thính giả, nhất là những cái người mà có chủ doanh nghiệp đó mà chọn để mà quảng cáo tại đài NVR. Nó nói lên hai điều, là thứ nhất là về mặt về về mặt business đó, quý thính giả biết rằng cái đài này là đài nhiều người nghe và nhiều người tin, thành ra quý thính giả đến đó, đến NVR để mà quảng cáo đó, mình bỏ một đồng quảng cáo ra, nó đem lại cái hiệu quả, thì tôi trân trọng cái đó. Cái mà tôi trân trọng hơn nữa đó là đằng sau cái việc mà làm ăn buôn bán đó, quý thính giả có tôn trọng một cái nhân cách, một cái sự thực, là tại vì như tôi nói đó, cái đài NVR đó, cái nhân cách nó khác, mà nó tôn trọng sự thực một cách kinh hoàng. Nhiều khi những cái sự thực mà khó nghe mà
đau đớn luôn đó, NVA vẫn tôn trọng. Cho nên mỗi một lần mà nghe những cái giây phút quảng cáo mà dài hơn này nọ đó thì tôi rất là vui. Tôi vui là tại vì NVA được cái sự hỗ trợ, được sự bảo trợ như vậy đó, thì nó giúp cho cái tiếng nói của nên chúng tôi mạnh hơn. Và ngoài ra có những cái social media khác mà tôi quan sát cái con số cái người mà subscribe đó, anh em chúng tôi lúc đầu tôi còn nhớ là làm đó, thì mở ra thì thấy cái số người xem cũng bao nhiêu đó, rồi subscribe cũng thấp lắm. Nhưng mà bây giờ cái con số mà mỗi lần người ta xem, người ta bấm vô, bởi vì khi mà người ta subscribe có nghĩa là người ta muốn là có chương trình mới người ta được báo mà. Mà cũng có nhiều người thì không xem thì xem, đa số thính giả chúng ta vẫn không có subscribe. Thành ra nếu mà mỗi thính giả vào xem YouTube mà click dùng cho NVR là tôi subscribe đó, thì thứ nhất là cái con số nó show lên cái sức mạnh thực sự. Tôi thì tôi biết rằng là cái số người nghe các chương trình của tôi, anh Đào Trường Phúc, Việt Linh khi mà nói chuyện với Lê Ngọc đó, cái số người đó đông lắm. Nhưng mà chúng tôi cần cái con số thể hiện ở trên cái YouTube. Cho nên quý thính giả khi vào và mình nói rằng là mình quyết tâm, mình muốn nghe cái chương trình này, mình muốn show cái sức mạnh của chương trình này đó, nhờ bấm vào cái chữ subscribe để mà tức là mình ghi danh đó mà, để cho con số ghi danh nhiều hơn. Mình trở lại cái tin về pháp lý, mà cái tin này thì trong chương trình trước thì anh em chúng tôi cũng đã có chuẩn bị tinh thần cho quý thính giả rồi. Tức là ba cái vụ mà tổng thống, cái này là tổng thống Trump kiện cái công ty về kế toán Maza, kiện cái ngân hàng Deutsche Bank, rồi kiện cái công tố ở New York, biểu là kiện những cái nơi đó là bị việc chặn lại để mà những cái hồ sơ về tài chính, hồ sơ về thuế má của tổng thống đó là được giấu nhẹm. Cái chi tiết của ba vụ kiện thì anh em chúng tôi đã chia sẻ rồi, cho nên mình biết là từ tòa dưới là cả ba hồ sơ chỗ nào tổng thống cũng thua đó, rồi bây giờ mới đưa lên tới cái tòa tối cao. Vậy thì vì sao tổng thống thua và tổng thống muốn tối cao phát biện nói cái gì đó, thì những cái điểm đó là ngày hôm qua mình nghe hai bên đấu đá qua lại đó, thì không phải là nghe, tôi thì tôi không có được nghe trực tiếp, nhưng mà những cái news người ta nghe rồi người ta ghi lại đó, đọc theo tin thì mình có một vài cái nhận định sau đây. Thứ nhất đó là cái bộ tư pháp bây giờ đó, họ muốn cái gì? Họ muốn rằng là nếu mà bên những cái cơ quan như là quốc hội, như là công tố của New York đó, mà muốn subpoena, có nghĩa là muốn đòi những cái văn kiện nó liên quan tới tài chính và thuế má của tổng thống đó, thì họ muốn là phải khó khăn hơn, phải gắt gao hơn. Tại vì luật nó nói là Hạ viện có quyền đòi những cái văn kiện đó, nếu mà họ có một cái mục đích để mà làm luật đó, nó gọi là legislative purpose, thì cái purpose đó họ nói là subpoena thì phải nói là mấy ông chuẩn bị ra luật gì vân vân đó. Thì tóm lại là họ muốn làm cho khó hơn. Ngày hôm qua mình nghe chẳng hạn thì bà Ginsburg á, bà thẩm phán lớn tuổi đó, bà Ginsburg đó, lúc mà luật sư của bên phía bên tòa Bạch Ốc nói rằng là phải đưa ra cái lý do tại sao thế này, tại sao thế nọ đó, thì bà có hỏi một câu thôi. Bà nói bây giờ mình hãy quan sát một ông cảnh sát nè. Một ông cảnh sát, ông thấy một người vượt đèn đỏ rồi ông chặn cái người đó lại. Lúc đó mình có hỏi là ông phải cho tôi biết cái ý định của ông chặn cái người vượt đèn đỏ này, cái ý định là cái gì, có tốt không, rồi mình mới chịu mình phê phán ông cảnh sát theo cái cách đó. Thì đối với cảnh sát mình không bao giờ phê phán như vậy hết đó. Vượt đèn đỏ là người ta chặn lại rồi người ta điều tra, người ta tra cứu, rõ ràng vậy thôi. Vậy thì vì sao mà khi bên quốc hội đó, họ nhìn thấy một cái những cái việc làm mà nó sai trái, có dấu hiệu sai trái như vậy và người ta yêu cầu người ta điều tra, mà hiến pháp cho người ta điều tra, vậy thì tại sao mình hạch hỏi là như thế nào,
không lẽ là mình tin ông cảnh sát đang hành sự đó mình còn tin nhiều hơn là bên quốc hội đang hành sự hay sao? Cái đó là cái cách mà mấy cái người thẩm phán tối cao họ hỏi. Họ hỏi gì thì họ hỏi. Đôi khi cái lúc mà họ vốn đó nó khác, mình không biết. Nhưng mà tôi chỉ trình bày cái sự kiện thôi. Thì cái sự kiện đầu tiên là bây giờ bên phía bên Bộ Tư pháp họ nói rằng là muốn mà hạch hỏi những cái giấy tờ đó thì cái điều kiện phải khó khăn hơn. Thì đó là cái góc nhìn của họ. Cái góc nhìn thứ hai đó là cái câu hỏi này vẫn đặt ra hoài thôi. Một ông tổng thống của Mỹ đó có giống như một king, có một như vua không? Có toàn quyền giống như ông vua không? Luật sư của tổng thống thì nói là ngay cả nếu mà ông Trump ông đứng ngay đường số 5 ông bắn vô mặt thiên hạ đó cũng không được quyền điều tra truy tố gì trên đó, tại vì ông có một cái absolute immunity. Cái đó là ông vua thì là như vậy. Nhưng mà tôi nói thiệt, ngay cả vua bây giờ, bà nữ hoàng Elizabeth mà bà đứng giữa đường phố ở trên cái đường Downing ở bên London mà bà bắn vô mặt người ta, chưa bà mới vừa giơ cây súng lên mà tay run run là cảnh sát nó bắt rồi, chứ đừng có nói mà bắn nữa. Nhưng mà tổng thống Mỹ thì mình ngon lắm, mình bắn ở giữa đường số 5 mình vẫn ok, cuồng Trump vỗ tay liền tại chỗ, tổng thống nói là phải đúng thôi. Thì cái đó mình để xem coi là như thế nào. Nhưng mà cái nhìn của ông John Roberts thì là ông là chánh thẩm mà, trong chính vị ông là cái người leader mà, thì nó cho thấy là ngay phút này mình không biết là sẽ xử làm sao, nhưng mà ngay phút này đó ông không có muốn là đưa ra cái ý kiến ngay bây giờ mà nó đứng hẳn về một phía. Nhưng mà lặp đi lặp lại đó, chính vị thẩm phán đó thì cái đa số họ vẫn nói rằng là tổng thống không có một cái quyền absolute, tổng thống không có above the law. Thì đó là cái khái niệm mà mình thấy ngày hôm qua, mình thấy rõ. Còn cái chuyện mà từ cái khái niệm là tổng thống không có ngồi trên luật pháp, tổng thống không có được quyền muốn làm gì làm đó, không có cái absolute immunity đó, từ cái quan niệm của họ mà tới khi mà họ bỏ phiếu đó như thế nào thì chúng ta không biết được. Mình chỉ biết là, và từ đây giống như anh em chúng tôi chia sẻ hôm chương trình thứ hai đó, là cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì mình mới biết cái phán quyết sau cùng của họ. Nhưng mà dựa theo những cái tiền lệ rồi nó dẫn tới này nọ đó, chúng ta biết là hồi Nixon và hồi Bill Clinton đó, cả hai lần tối cao pháp viện đều là 9-0 hết, có nghĩa là không có dân chủ cộng hòa gì hết đó. Họ đồng ý một cách tuyệt đối, là họ đồng ý 100% là tổng thống không có above the law. Họ buộc ông Nixon đó là phải đưa cái tape ra mà có thâu băng về cái liên quan tới cái việc mà đột kích vô cái trụ sở của đảng Dân Chủ đó. Họ buộc phải đưa ra, và khi mà tối cao pháp viện đưa ra cái phán quyết đó, 16 ngày sau tổng thống Nixon từ chức, có 16 ngày thôi. Còn ông Bill Clinton thì hồi đó luật sư của Bill Clinton đó là tổng thống, là không có nên bị kiện này nọ. Tối cao pháp viện 9-0 nói rằng tổng thống nếu mà làm bậy vẫn có thể bị kiện về dân sự như thường. Mình nghe như vậy thì mình hiểu rằng là nếu mà nói về cái tiền lệ thì cái tiền lệ nó không có thuận lợi cho tổng thống Trump lắm. Còn riêng về cái case của cái ông Vance á, thì nhiều phần là qua cái phân tích của mấy cái người mà nghe cái case đó, mà tôi cũng đồng ý với cái phán quyết đó. Tôi nghĩ rằng là cái hồ sơ mà New York đó chắc có lẽ là nhiều phần tối cao pháp viện sẽ nói rằng là phải cái case phải đưa ngược lại tòa dưới, với cái phán quyết là bên cái công tố ở New York đó phải làm hết sức tìm những cái nguồn, những cái thông tin đó ở những nơi khác, chừng nào mà tìm không ra, không có chỗ nào có nữa hết đó, mới subpoena cái sở thuế. Mà sở dĩ mà cái lối phân tích đó được nhiều người tin rằng nó sẽ xảy ra như vậy, chỉ vì là bây giờ chúng ta đã ở tháng 5 rồi, còn có 6 tháng nữa là tới bầu cử. Tòa tối cao họ không muốn là họ đưa ra một cái phán quyết mà cái phán quyết đó
ảnh hưởng tới cái kết quả của cuộc bầu cử, cho nên bằng cách là kéo dài nó để cho nó qua cái đợt bầu cử đó, nó cũng có một cái, nó cũng có một cái hay của nó. Cái hay của nó là vào cái tháng 11 này, cho dù thắng hay thua, không có đổ thừa, bên nào cũng vậy, thắng hay thua không có đổ thừa. Mình không có muốn là vào tháng 11 này, rồi thí dụ Donald Trump không thắng là đổ thừa, nó là tại vì cái deep state, tại vì một cái conspiracy, có một cái âm mưu hại tôi, thành ra tối cao pháp viện làm thế này thế nọ. Mình không có muốn có một cái đổ thừa nào hết đó. Cho nên nhiều phần vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7, mình nghe những cái lệnh phán quyết của tòa tối cao đó, nó không có dứt khoát là nói rằng là Tổng thống Trump phải đưa cái hồ sơ này, hồ sơ thuế hay là hồ sơ tài chính, nhưng mà mình chờ xem cái phán quyết sẽ như thế nào. Nhưng mà nhiều phần sẽ là đẩy cái kê ngược lại tòa dưới và cho bên quốc hội và bên New York đó có cái cơ hội để mà họ giống như là họ sửa đổi cái subpoena như thế nào đó. Và cái đó mình gọi là mình mua cái thời gian, mà mình buy the time để chờ cái cuộc bầu cử. Cái quyết định của tối cao pháp viện trong cái lần này đó, nó sẽ mang cái ý nghĩa chính trị rất là nhiều, nhiều hơn là cái ý nghĩa về tư pháp, về pháp lý. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, rõ ràng là chúng ta thấy là cái vấn đề mà kéo dài thời gian để cho nó đừng có ảnh hưởng và đừng có một cái sự đổ thừa nếu mà thất bại, thưa quý vị, vì cái vấn đề, cái quyết định phán xét từ tòa án tối cao. Nhưng mà có một điều thưa với lại luật sư Duyên, chúng ta thấy là những cái cuộc điều tra từ Quốc hội Mỹ, cái vấn đề mà họ muốn tìm hiểu, họ muốn xoay quanh những cái câu hỏi thật sự là liệu Tổng thống Donald Trump, ông có những cái liên quan tài chính với lại phía nước Nga hay không? Và ngay cả chính là Tổng thống Donald Trump, ông đã có cái tận dụng những cái lỗ hổng về vấn đề kế toán để mà trốn thuế trước khi mà tổng thống, trước khi mà ông Trump làm tổng thống, trong những năm nào là họ nói tới những năm từ năm 1990 và năm 2000 hay không, và họ đã luôn nhắc đến hoặc là họ đều muốn điều tra từ công ty Mozor, là một cái công ty phụ trách cái vấn đề kế toán trong một cái thời gian rất là lâu của gia đình của ông Donald Trump. Rồi ngay cả ngân hàng Deutsche Bank và ngân hàng Capital One, thì tất cả những cái ngân hàng này họ đều nhận được những cái yêu cầu nộp kê khai tài chính của Tổng thống Donald Trump từ năm 2011 cho tới năm 2018. Nhưng mà có một cái điều là không hiểu những cái ngân hàng khi mà họ bị yêu cầu như vậy, họ đã nộp những cái bản kê khai tài chính của Tổng thống Donald Trump hay chưa, thưa luật sư Duyên? Nếu mà phân tích về những cái việc mà tổng thống làm về kinh tế đó, nhưng sẽ trả lời về những cái chi tiết về luật, cho như nói về cái mình nhìn cái tâm lý, cái suy nghĩ của Donald Trump chút xíu. Trong cuối tuần vừa qua, anh Duyên xem lại cái phim nó gọi là Silence of the Lambs. Quý thính giả biết là cuốn phim nó nổi tiếng lắm, đoạt Oscar, cái phim này cũng là mấy chục năm rồi. Silence of the Lambs, mà bây giờ mùa đại dịch này họ chiếu lại cho mình xem. Nó có một cái cuộc đối thoại giữa cái cô mà FBI đó, động mà Jodie Foster đóng đó, với lại cái anh chàng Anthony Hopkins đó. Anthony Hopkins trong cái phim mà Silence of the Lambs đó, ổng là một cái người tù. Mà ông người tù này là lại là một cái ông doctor, một cái ông gọi là rất là giỏi về tâm lý. Mà ông này ông giỏi về tâm lý, nhưng mà cái tư tưởng của ông bệnh hoạn, mà cho nên ông giết người rồi ông bị tù. Nhưng mà về cái suy nghĩ của ông về cái tâm lý con người hay lắm. Thì khi mà cái cô Jodie Foster này là đang điều tra một cái tên giết người khác đó, thì muốn hỏi ông một vài cái tâm lý của cái tên tội phạm như thế nào đó, thì vào trong tới tận trong tù, thì đó hai bên mới có một cái cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại này nó rợn người lắm, mà nó vô cùng thông minh. Nhưng mà thôi thì cái chuyện đó dẹp qua một bên, nó chỉ có một cuộc đối thoại mà anh Duyên muốn chia sẻ như thế này nè. Khi mà Anthony Hopkins mà hỏi Jodie Foster đó,
hỏi rằng là khi mà hỏi rằng là Du có biết tại sao có những cái tên tội phạm như vậy không? Thì Jodie Foster nói, ô, tại vì họ muốn giết người. Thì Anthony Hopkins mới trừng mắt lại, tại sao nó muốn mới giết người? Thì cái cô này cổ là cái nhân viên FBI mới mà cũng học về tâm lý, nhưng mà biết cái tay này là sư tổ, là thầy của mình, cổ lúng túng, cổ không có câu trả lời. Thì Anthony Hopkins mới nói rằng là họ giết người là tại vì cái đó là cái mà họ covet, cái đó là cái design của họ. Thành ra quý thính giả thấy không, một cái con người của mình sinh ra đó, mình về tâm lý đó mình không mơ, nhưng mà mình để ý là mỗi một cái nhân cách đó nó đều do cái coveting, cái design của mình ở trong mình tạo ra như vậy. Mà bởi vì nhiều nhiều lần anh Duy mới nói là trở lại, nếu vậy thì một cái con người như là Donald Trump sinh ra trong một cái gia đình nhà giàu, từ nhỏ đã là sống trên bạc tỷ rồi. Mình nói là nếu Donald Trump chỉ cần làm ăn đàng hoàng thôi đó, đừng có lừa gạt thiên hạ, đừng có lưu manh đó, thì Donald Trump giàu hơn bây giờ rất là nhiều và được kính trọng rất là nhiều. Nói thẳng luôn như vậy. Vậy thì cái gì mà khiến cho Donald Trump đi làm hết chuyện bậy này tới chuyện bậy khác? Thứ nhất, mở đại học thì đại học ma, làm từ thiện thì từ thiện quỷ. Một cái người bạc tỷ rồi mà mở đại học ma để làm gì? Là còn lấy tiền từ thiện để xài chuyển riêng để làm cái gì? Đại học ma, từ thiện quỷ, rồi dịch tiền thiên hạ. Chính nhà băng của Mỹ, chính cái ngân hàng lớn nhất của Mỹ mà mình đang đối diện làm việc làm ăn với một ông tỷ phú, mà mình nói là không làm ăn với tay này nữa, muốn đi đâu thì đi, rồi phải đi vào cái ngõ mà làm ăn với Deutsche Bank. Thì bây giờ giấu như là giấu kín lắm, là chỉ vì tiền đổ vào từ Nga rồi tiền tuôn ra ở bên Mỹ vào trong cái làm ăn của Donald Trump để rửa tiền. Tất cả cái đó mình mới hỏi rằng là cái common sense mình nói tôi có bạc tỷ, mọi người ta nói là nếu mà Donald Trump không làm gì cả chỉ để nó đẻ ra lời đó là Donald Trump bây giờ giàu hơn nhiều. Hoặc là nếu làm, đừng có làm những cái chuyện mà ma mảnh đó, thì sẽ giàu hơn nhiều. Vậy thì tại cái gì nó đẩy cho Donald Trump làm những cái chuyện đó? Thì cái câu trả lời nó trong cái phim Silence of the Lambs đó, anh Dương pick ra liền tức khắc. Như vậy thì có những cái người mà họ coveting. Cái mà Donald Trump covet là cái gì? Donald Trump desire cái gì? Đó là Donald Trump muốn rằng mãi mà đụng vô cái gì đó mình phải khôn hơn thiên hạ, mình giỏi hơn thiên hạ, tôi là number one. Cái mà mình nói mình muốn khôn hơn thiên hạ, mình muốn giỏi hơn thiên hạ đó, nó làm cho những cái người này đó phải ngồi xuống đó, nếu mà làm việc thẳng đó, làm việc cho công bằng là tôi sẽ làm ăn, tôi sẽ được được lợi, tôi cũng muốn ông được lợi đó. Cái đó không có nằm ở trong cái đầu của Donald Trump. Đối với Donald Trump là hết, tôi mà giàu đó là Du phải nghèo, tôi thắng là Du phải bại, tôi phải lừa gạt được Du. Mà chính cái lừa gạt đó nó mới dẫn tới những cái chuỗi dài trong đợt một 40 năm mà mình ra mình làm ăn đó, 5.000 vụ kiện, kiện qua kiện lại, giật tiền thiên hạ, mà cả chính nhà băng của nước Mỹ tè bỏ chạy hết, phải làm ăn với cái kiểu lưu manh rồi đi đầu này đi đầu nọ. Tôi có nhiều lúc đó tôi cũng lấy làm lạ lắm. Tôi nói là chẳng hạn tôi có những đồng nghiệp nhiều lắm chứ không ít, tôi nói rằng là nếu mà mình làm cái ngành của mình mà mình làm cho nó đàng hoàng, mình không giàu quá thì không có giàu quá, nhưng mà hỏi rằng khó khăn thì chắc chắn không khó khăn nếu mà mình làm việc đàng hoàng, người ta tin mình. Vậy thì tại sao tôi nhìn bên này nhìn bên kia, tôi nghe những cái tin là chẳng hạn như là tiền bảo hiểm của tiền mà bảo hiểm đền đó, thì thay vì chia với lại bác sĩ, chia lại với lại người thân chủ của mình đó, mình phải giật mới được, người ta không có thiếu. Nhưng mà tại sao người ta phải làm vậy? Là bởi vì người ta thỏa mãn một cái là tôi là một người luật sư cho nên tôi khôn hơn thiên hạ. Cái đó là cái mà mình covet, mình cái desire của mình đó, là mình muốn mình trên người ta không, mà chứ mình không muốn mình dưới người ta. Bây giờ quý thính giả thấy không, Donald Trump đó, đi mà deal với thế giới cũng vậy nữa,
đang có một cái thịnh vượng như vậy. Nếu mà muốn chống Trung Quốc đi nữa đó, mình làm một cái liên minh rất hay, là mình làm nó đàng hoàng, đó là nó thành công ghê lắm. Nhưng mà không, khi mà ngồi xuống phải cân cái mặt lên, phải chứng tỏ là tôi trên thiên hạ. Chính vì cái coveting thuộc loại đó đó, mà giới tỷ phú ở New York đó, họ không bao giờ họ muốn ngồi chung với Donald Trump trong cái chuyện gì hết đó. Và nó mỗi một lần mà càng bị tẩy chay rồi đó, Donald Trump đi tìm cái bạn bè của mình ở đâu, ở những cái giới lưu manh, ở những cái giới mua con gái trẻ, rồi đi làm những cái chuyện lèo lòe bịp. Nên là tất cả những cái gì mà Donald Trump làm đó, mình phải ăn gian người ta. Chơi đánh golf, một cuốn sách một ông về golf cũng vậy nữa, chơi đánh golf cũng phải ăn gian mới được, chứ còn đánh bình thường nó không có vui. Cái đó là cái mà Donald Trump covet. Và cái coveting đó nó dẫn tới cái cuộc làm ăn mà về tài sản của mình cũng vậy đó. Nếu mà mình muốn mượn tiền nhà băng đó, mình phải đội giá lên, mình nói mình có tỷ tỷ để mình mượn cho nhiều. Còn khi mà mình đi vào mình khai thuế đó, mình phải hạ cái giá xuống để chị đánh thuế nó thấp, để mình trốn thuế. Donald Trump đóng thuế mà đàng hoàng đó, bây giờ còn giàu hơn nhiều nữa, cứ lo trốn thuế rồi thụt thỏi. Bây giờ nó càng ngày nó càng bị khô kiệt đi, là chỉ vì như thế. Lên làm tổng thống mới có mấy năm thôi, tôi thấy nó khô kiệt hẳn đi. Trời ơi, nhìn tổng thống khóc và tôi cũng muốn khóc nữa, là đúng như vậy đó. Nó cho thấy cái gì? Vậy thì quay trở lại hỏi rằng là mấy cái cơ quan tài chính sẽ như thế nào, thì trả lời một cái phân tích dài như vậy để nói với Lệ Ngọc rằng là luật pháp là luật pháp, không có ai above the law được hết. Và rồi ra Donald Trump có làm tổng thống tới hết cuối năm này, hoặc là nếu mà vì có ma xui ma dẫn lối mà quỷ đưa đường mà làm thêm được 4 năm nữa đó, Donald Trump không thể khá hơn được. Tất cả những cái gì mà Donald Trump giấu kín nó sẽ có lúc là cũng phải trưng bày ra thôi à. Thì trả lời một cái câu ngắn mà anh Duyên phải đi một con đường dài, xin lỗi quý thính giả nhiều lắm. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa quý vị, nói đến cái vấn đề mà luật pháp, mà nhất là hồ sơ thuế của Tổng thống Donald Trump, thì thật sự đó thưa quý vị, ngay cả những vị thẩm phán ở tòa án tối cao mà Lê Ngọc nghe được qua cái lời thẩm phán của bà thẩm phán Elena Kagan á, bà nói rất là rõ thưa quý vị, tòa án tối cao của nước Mỹ chưa từng phải xem xét một cái vụ việc nào tương tự và giống như hiện tại mà buộc hội đồng thẩm phán 9 người đó phải đưa ra một cái quyết định khó khăn trong vụ việc này, vì họ đang suy nghĩ thưa quý vị, cái cán cân mà họ phải quyết định đó là quốc hội và tổng thống. Thì có chỉ có một cái điều là chính vị thẩm phán này họ đều thừa nhận rằng là tổng thống Donald Trump đang phá bỏ đi cái truyền thống của nước Mỹ. Riêng một cái vị luật sư của tổng thống Donald Trump là ông Patrick Strawbridge thì ông khẳng định, ông nói là cái quyết định của tòa án tối cao mà sẽ đưa ra đó không chỉ ảnh hưởng tới tổng thống Donald Trump mà còn tới cả những cái đời tổng thống Mỹ sau này nữa. Thành thử chúng ta hãy chờ xem và ghi nhận thật sự nó sẽ như thế nào. Không được ngay lập tức đâu thưa quý vị, nhưng mà cái chuyện phán quyết như thế nào thì chắc chắn cũng phải có một cái phán quyết. Thì khi nói đến cái vấn đề luật pháp thưa với luật sư Duyên, thì Lệ Ngọc thấy là cái vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông William Barr, ông Bill Barr, khi mà ông hủy bỏ đi cái vấn đề truy tố hình sự ông Michael Flynn, đó là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, thì chưa có yên đâu thưa với lại quý vị. Đang có một cái lá thư, mà lá thư này được tổ chức, đây là một tổ chức bất vụ lợi có cái tên là Protect Democracy, tức là bảo vệ nền dân chủ, gửi ra trong ngày thứ hai mới đây thôi. Và họ có những cái chữ ký của những cựu nhân viên của Bộ Tư pháp làm việc dưới nhiều đời chính phủ của Cộng hòa và cả dân chủ nữa. Và cái số chữ ký này họ thấy họ chứng minh cho được là có tới hơn 2.000 cựu viên chức của Bộ Tư pháp cùng nhau ký tên vào cái lá thư này, kêu gọi ông William Barr từ chức Bộ trưởng với một cái lý do là một lần nữa là ông Barr lại vi phạm cái nền tảng, và nền tảng này rất quan trọng của nước Mỹ, đó là thượng tôn
luật pháp của nước Mỹ. Thì điều này luật sư Duyên có một cái nhận định về pháp lý như thế nào thưa với lại luật sư Duyên? Nếu mà về pháp lý đó, thì bây giờ thưa quý thính giả, cái tin mà Lệ Ngọc mới vừa chia sẻ đó, tức là hơn 2.000 công tố viên họ đưa ra lá thư, họ làm một cái motion, một cái thỉnh nguyện với tòa đó, nó đẩy tới cái quyết định của ông tòa, nó hay lắm. Thì cái quyết định này đó, trong cái từ luật của mình đó, mình gọi là một cái amicus brief, tức là một đây là cái tiếng Latin, amicus có nghĩa là amigo đó, mà là bạn đó mà. Thì cái có một, trong cái thủ tục của tòa án Mỹ nó có một, thường thường đó thì tòa án Mỹ họ chỉ nghe bên một, hai bên đối đầu với nhau, mà một bên công tố, một bên bị can, hoặc là một bên nguyên, một bên bị, đại khái như vậy. Hai bên đối đầu mà ở chính giữa làm quan tòa, và họ ít khi nào mà họ muốn nghe từ những cái ý kiến ở bên ngoài lắm. Nhưng mà trong tòa của Mỹ nó có một cái concept, nó gọi là amicus curiae, đọc theo cái tiếng Latin đó, hoặc là người Mỹ trong tòa anh em chúng tôi đọc nó gọi là amicus curiae đó, đọc tiếng Latin đó, dịch ra, mà nếu mà dịch ra theo cái tiếng Anh của mình đó, nó là bạn của tòa, là the friend of court. Thì cái thủ tục này nó có ý nghĩa gì? Là bình thường thì chỉ có hai bên đấu đá với nhau thôi, nhưng mà nếu mà có những cái sự kiện nào, những sự kiện nào mà nó, thứ nhất mà nó có liên quan tới cái vấn đề rất là quan trọng cho một cái cho xã hội, rất quan trọng cho cái nền cho cái nền dân chủ của chúng ta, nó liên quan tới cái public interest, là cái quan tâm của công chúng, mà liên quan tới bản hiến pháp vân vân đó, thì tòa sẽ open. Trong những trường hợp đó thì tòa sẽ open, tòa nói rằng là ok, tòa cho phép những cái người không ăn thua gì tới vụ kiện đó, những cái người bên ngoài được quyền lên tiếng. Chúng ta biết rằng cái những cái vụ án của Mỹ đó, thường thường người ta còn khuyên là bồi thẩm đoàn là đừng có đọc báo, đừng có nghe ý kiến bên ngoài, xử cho nó công bằng. Nhưng mà nếu mà đã có một cái hiện tượng gì mà gọi là quá đáng xảy ra đó, thì cái đây là cái quyết định hoàn toàn của ông tòa. Mà ông tòa nói rằng là tôi chấp nhận cái amicus brief, có nghĩa là những cái thỉnh nguyện mà của friend, của bạn bè đó, thì tôi sẽ lắng nghe cái đó. Thì chúng thành ra cái mà Lệ Ngọc mà mới nói là cái lá thư mà hôm thứ hai mà đưa vô, mà do 2.000 ông công tố viên ông ký vô đó, thì cái đó được ông tòa Sullivan này đó, ông xem như là đó là một cái amicus brief. Thành ra ngày hôm qua đó, ông mới ra lệnh là ông sẽ, chúng ta biết là ngay bây giờ nè, là Bill Barr và cái bè lũ của Bill Barr đó đang đưa mừng nói là chúng tôi sẽ drop cái case của Mike Flynn, mặc dù là Mike Flynn đã nhận tội, hai lần nhận tội, bây giờ họ muốn withdraw cái đó. Và đồng thời họ nói tụi tôi công tố là tụi tôi không muốn trừng trị Mike Flynn nữa, chúng tôi muốn tòa dismiss cái case. Thì họ đặt ông tòa vô một cái thế, mà cái thế đó là gần như là nếu mà bên phía công tố mà không có truy tố nữa, thì ông tòa chỉ có một cái là phải dismiss cái case thôi. Mà như tôi nói lần trước đó, dismiss là một là with prejudice, có nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ truy tố Mike Flynn nữa, hoặc là without prejudice, có nghĩa là trong tương lai có thể truy tố trở lại. Nhưng mà nào ngờ hôm thứ hai nó chuyển qua cái nhóm 2.000 công tố, họ nói rằng là Bill Barr làm nó quá bậy, thành ra chúng tôi đưa một cái brief này, chúng tôi đưa một cái thỉnh nguyện này cho chúng tôi cái thời gian để chúng tôi nộp vào một cái amicus brief, có nghĩa là bạn của tòa mà, một cái thỉnh nguyện của những cái người bạn đưa vô và nhờ tòa cứu xét. Thì ngày hôm qua ông Sullivan đó, ông đã tuyên bố rồi đó, ông nói bây giờ ông sẽ cho phép thời gian là để mà cái nhóm này đó đưa vào những cái amicus brief, có nghĩa là những cái thỉnh nguyện do một cái nhóm không có dính dáng gì tới case đó, của một cái nhóm tạm gọi là thành phần thứ ba đưa vào. Thì khi mà ông tòa ông vừa phán quyết xong đó, thì cái nhóm luật sư của Mike Flynn đó nói rằng là tại sao lại để cho những cái người ở bên ngoài mà chiếm cái quyền của công tố
thì đó là cái lý luận của họ. Họ nói là chỉ có công tố có quyền là truy tố Martin hay thôi, chứ tại sao bây giờ lại để cho bên ngoài xen vô? Thì cái luận cứ của phía bên tòa đó, họ nói bình thường thì không có để cho xen vô, nhưng mà bây giờ đó công tố đã dứt khoát đã truy tố Mike Flynn rồi, Mike Flynn đã nhận tội rồi, bây giờ chỉ có một cá nhân thôi của Bill Barr mà tự nhiên đảo ngược lại, thì chính cái sự đảo ngược quái đản của Bill Barr đó nó khiến cho tòa phải lắng nghe và tòa phải cho thời gian để những cái nhóm này nè nộp vô cái amicus brief. Quý thính giả thấy cái thủ tục tòa nó hay ở chỗ đó đó. Cho nên sau khi mà ông tòa ông tuyên bố ngày hôm qua rồi đó, thì đây là những cái diễn biến kế tiếp nè. Cái diễn biến kế tiếp là cái nhóm mà 2000 công tố viên họ có thể họ đưa cái brief của họ vô. Cái đó mà cái lặp lại một lần nữa, đây là cái thủ tục mà friend of court đó, như là thủ tục mà mình gọi là amicus curiae đó. Mấy người này sẽ nộp cái brief của họ vô. Sau khi họ nộp cái brief của họ vô rồi thì luật sư cho Michael Flynn nó có quyền nộp cái brief của mình, nộp cái luận cứ của mình đó. Hai bên có hai luận cứ đưa vô để xem coi vì sao tòa nên dismiss hay là tòa không nên dismiss. Mình sẽ nghe hai phía. Và cái thủ tục này nó còn hay cái chỗ này nữa nè, là nếu mà hai bên đã đưa cái brief của mình vô rồi, bây giờ chẳng hạn có một cái nhóm khác nữa, không phải là chỉ là cái nhóm của 2000 ông công tố này, mà một cái nhóm nào bên ngoài, hoặc chẳng hạn như là American Bar Association, tức là luật sư đoàn của Mỹ đó, họ nói rằng là cái chuyện mà Bill Barr làm đó, nó soi mòn cái niềm tin của dân chúng vào cái hệ thống tư pháp gọi là lành mạnh của Hoa Kỳ đó. Nếu mà American Bar Association, tôi nói một thí dụ thôi, tại vì tôi trong nghề thì tôi biết thì tôi nói thôi. Nếu mà American Bar Association mà họ nhào vô nữa đó, thì mình lại thấy là có nhiều friends của tòa đó, nhiều amicus curiae đó, họ sẽ nộp vô những cái luận cứ đó, và tòa sẽ xét một ngày, chẳng hạn như là bây giờ chúng ta đang ở tháng 5 mà, tòa cho 3 tháng, 2 tháng, 60 ngày để mà vô, thì tháng 7 họ nộp vô thì tòa sẽ có một cái phiên họp để mà nói là ok, tôi cần thời gian để mà tôi review tất cả những cái điểm mà mấy ông đưa ra, hai phía đưa ra, rồi mới là đưa ra một cái phiên hearing. Thì có thể là cái hearing đó nó xảy ra đó là sau cái cuộc bầu cử tháng 11. Cái cuộc bầu cử tháng 11 bây giờ đó, nó là một cái thời điểm mốc mà, để cho các ông tòa cứ nhẫn nha để mà đi sau đó, là tại vì sau tháng 11 khi mà Donald Trump không còn làm tổng thống nữa đó, thì không còn Bill Barr nữa đó, thì có thể là tất cả những cái chuyện mà chúng ta thấy bây giờ nó trở thành moot, có nghĩa là nó không có còn giá trị gì nữa hết, tại vì nó sẽ thay đổi mọi sự mà. Cho nên sở dĩ mà tôi đi vào chi tiết cái thủ tục mà amicus curiae để mà chia sẻ với quý thính giả đó, để mình hiểu thêm một cái góc khác về cái thủ tục hình sự. Thực sự cái amicus curiae này nè, mấy chục năm trước là học ở trong trường luật thì thảo luận ở trong trường thì có. Thực tế mà tôi đi ra tòa hình sự mấy chục năm nay đó, chưa bao giờ mà tôi có một cái case nào mà nó liên quan tới amicus curiae hết đó. Chỉ có khi nào mà có những cái chuyện mà gọi là một bên nào đó mà gọi là quá trắng trợn, coi thường cái thủ tục tòa án theo cái kiểu Bill Barr bây giờ đó, thì cái ý kiến của những cái nhóm ở ngoài cộng đồng, ở nhóm xã hội, là những cái nhóm công tố đó mới được lên tiếng thôi. Thành ra chúng ta chờ xem như thế nào. Nhưng mà quý tín giả nhớ lại cái ông tòa Sullivan này. Ông tòa này năm nay là 71, 72 tuổi rồi. Và ổng được nổi tiếng đó là rất là công minh, mà thường thường ổng đứng là ổng đứng về phía những cái người bị can không à. Có nghĩa là ổng rất là nâng đỡ bị can. Vậy mà đụng tới cái vụ của Mike Flynn này đó, thì chúng ta nhớ quý khán giả thấy không, năm 2018 đó, khi mà lẽ ra là xử Mike Flynn là yes có tội nhưng mà không cho ở tù, lúc đó là công tố mà lúc đó Bill Barr chưa làm tổng trưởng tư pháp, mà công tố thời đó cũng đã nói là tòa nhẹ nhẹ với Mike Flynn là bởi vì Mike Flynn hợp tác kinh khủng lắm. Vậy mà ông tòa Sullivan này, ổng là
chuyên môn là ổng như là nâng đỡ bị cáo đó, vậy mà ổng vẫn còn nói, mà ổng nói là ổng đọc cái hồ sơ đó, ổng nói là arguably là có thể nói đó, có thể nói là ông đã bán nước rồi, cho nên tôi cho ông cái thời gian thêm đó để đặng ông đưa những cái tỉnh nguyện, chứ còn nếu mà không mà tôi nện bản án nặng, chứ không có cái chuyện mà như là bên công tố mà nó đề nghị đâu. Cái câu đó nặng lắm. Ông tòa mà ông chửi đó là you sold your country out, ông đã bán nước rồi. Một ông tòa như vậy, thành ra bây giờ khi mà ông nhận được cái những cái nhóm mà amicus curiae này mà xin là tòa lắng nghe chúng tôi đó, thì chắc chắn là ông sẽ cho lắng nghe. Mà cho nên cái câu hỏi là lệ ngại, là cái câu mà hồi nãy Lệ Ngọc mới vừa nói đó, anh Dương ghi nhận rất là chính xác đó, là Lệ Ngọc nói rằng là Michael Flynn tưởng là yên, chứ cái chuyện này chưa có yên đâu đó. Thì cái câu đó quá hay, quá đúng, chưa có yên đâu. Trở lại với Lệ Ngọc. Dạ vâng, bởi vậy chúng ta thấy là cái luật pháp của Hoa Kỳ nó rất là hay, rất là thú vị. Thưa quý vị, thật sự khi mà đọc được cái bản tin này là Lệ Ngọc nói là phải nhờ luật sư Duyên gửi đến cho quý vị nó chi tiết hơn, rồi những cái nhận định về vấn đề luật pháp. Và nếu mà quý vị thính giả muốn đọc cái lá thư ngỏ mà hiện nay họ nói đến hơn 2.600 chữ ký rồi nha thưa quý vị, và danh sách của những cựu công tố viên này họ ký tên vào, thì nó có một cái đường dẫn. Một cái đường dẫn này là Ngọc nghĩ nó cũng dài lắm, nhưng mà nhiều khi mà nếu mà quý vị đánh vào Michael Flynn case thì từ từ nó sẽ đưa lên tất cả những cái vấn đề chi tiết này. Và khi mà Lệ Ngọc click vào cái link này thì Lệ Ngọc thấy là đa số những cựu nhân viên ký tên trong cái lá thư này họ có để là họ là những người như thế nào đó thưa quý vị, thì họ là thành phần chuyên nghiệp hơn là những người mà được bổ nhiệm về vấn đề chính trị. Rồi những người này là những biện lý hoặc là những người mà họ đều là ở những cái chức cao manager làm việc tại văn phòng biện lý của liên bang trên toàn quốc của Hoa Kỳ, hay là bộ trưởng hay là họ là làm việc ở Bộ Tư pháp ở ngay tại thủ đô Washington. Thì cái tổ chức mà bảo vệ nền dân tự chủ họ quy tụ những thành viên từ những cựu nhân viên của Bộ Tư pháp gửi cái lá thư này ra chỉ trích ông Bill Barr đã có những cái hành động mà họ nghĩ là không có tôn trọng cái luật pháp của nước Mỹ. Và cái điều mà họ cuối cùng cái lá thư này họ khẳng định, họ nói rằng là nền dân chủ của Hoa Kỳ tùy thuộc vào một bộ tư pháp hành động độc lập để mà thực thi công lý, chứ không phải là một cái công cụ chính trị cho một vị tổng thống. Cái điều này quý vị thấy không, nó quá hay. Do đó mà họ nói là ông bộ trưởng Bộ Tư pháp ông Bill Barr này cần phải từ chức, hoặc là họ kêu gọi Quốc hội phải công khai khiển trách ông Bill Barr và yêu cầu một vị thẩm phán liên bang ở ngay tại khu vực thủ đô Washington phải cẩn trọng xem lại là cái vấn đề là có nên hủy bỏ truy tố ông Michael Flynn hay không. Đó là những cái vấn đề, những sự kiện luật pháp mà chúng ta, mà Lệ Ngọc biết là chắc chắn anh Duyên sẽ luôn theo dõi để mà có thể gửi đến cho quý vị những cái tin tức cập nhật mới nhất. Rồi thưa với lại luật sư Duyên, không biết là anh Duyên có cái gì để mà nói thêm trong cái vụ Michael Flynn hay không, trước khi mà Lệ Ngọc gửi qua quý vị một cái tin tức mới mà người ta đang chờ đợi, là không biết là có một cái quỹ, có một cái chương trình cứu trợ tiếp tục mới sau cái chương trình cứu trợ vừa mới qua mà chúng ta đã thấy là có tới hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim hay không thưa luật sư Duyên? Thật nhanh thôi, thì cái case McLean đó, sau khi mà Bill Barr đó gọi là nói là dismiss cái hồ sơ của McLean đó, thì cái mặt cân cân đi ra phỏng vấn. Thì khi mà cái bà phỏng vấn, bà hỏi ông Bill Barr đó, hỏi rằng là ông nghĩ như thế nào khi nếu mà trong tương lai mà người ta nói về cái hồ sơ này như vậy, thì hắn cười khẩy một cái, hắn nói là victors write history, tức là những kẻ chiến thắng viết lịch sử. Quý khán giả thấy không? Tức là một cái tên mà mình đã làm trong cái ngành luật bao nhiêu năm mà bây giờ mình nói theo cái kiểu giống như Việt Cộng vậy đó, là luật là tao, tao là luật, tụi tao chiến thắng mà, được làm vua thua làm giặc mà. Cái câu mà victors write history đó là cái câu mà tôi khi mà tôi nghe cái mặt hắn rắn lại mà nói một câu vậy đó, tôi nói là cái tên này không là một cái thằng côn đồ,
lẽ ra nó nên đi làm cho một cái ông trùm mafia, chứ nó không nên làm tổng tổng trưởng tư pháp là vì như thế. Tôi đã mấy chục năm vừa hành nghề luật rồi vừa dạy luật mà vừa làm phó khoa trưởng về học vụ cho một trường luật nữa đó. Tôi dạy học trò tôi khác lắm. Tôi dạy, tôi nói chuyện với đồng nghiệp của tôi về luật tôi nói khác lắm. Bây giờ tôi nghe nói Victor's right history, yes, mày nói đúng. Nhưng mà mày nói là mày nói cho những cái nước như là nước Nga, nước Tàu, cho Việt Cộng, cho Bắc Hàn đó, thì mày nói như cái đó ok. Còn ở một cái những cái thể chế tự do đó, mỗi một lần mà tôi nhìn những cái người historians, những cái người mà viết sử của Mỹ mà lên trên TV bây giờ đó, tôi ngưỡng mộ cái nhân cách của họ. Mình không biết là họ dân chủ hay cộng hòa vậy đó, nhưng mà khi họ viết đó là họ viết một cách chắc chiêu, họ ghi lại từng điểm một, dân chủ, cộng hòa, sai đúng là họ ghi, họ không có care. Và nhờ như vậy mà bây giờ một lần mà tôi đọc từng trang sử của Mỹ đó, American History đó, tôi thích lắm, là tại vì nó nói lên cái lịch sử, cái nhân cách của một cái nước mà nó xứng đáng lãnh đạo hàng đầu thế giới. Các quốc gia đó không có những cái bộ trưởng tư pháp kiểu như cái thằng đố mạc Bill Barr này. Cho nên, yes, cái câu mày bây giờ mày đang làm tổng trưởng tư pháp thì mày cứ nói đi. Nhưng mà vào tháng 11, khi mà những người như là những cái người trong gia đình NVR này mà sử dụng lá phiếu đó, thì cái, những kẻ chiến thắng là chúng tôi chứ không phải là các ông mà. Cho nên ngồi mà nhìn cái kiểu mà Donald Trump mà cứ nghĩ là mình là ông vua đó, là king đó, rồi nhìn cái thằng Bill Barr như là ta là kẻ chiến thắng đó, tự nhiên làm anh nhớ hồi xưa có một ông mà ông cũng mơ ông là vua đó, đó là ông Cao Bá Quát đó. Thì không bao giờ Cao Bá Quát được làm vua hết, nhưng mà ông có để lại hai cái câu mà bây giờ cũng có liên quan tới cái chế độ của Donald Trump này đó. Ông nói rằng là một chiếc cùm liêm chân có đế và ba vòng xích sắt bước thì vương, đế vương mà. Thì đế vương của Donald Trump với lại của Bill Barr đó, anh hy vọng là vào tháng 11 này đó áp dụng cho hai cái câu của Cao Bá Quát đó. Một chiếc cùm liêm mà chân có đế mà ba vòng xích sắt bước thì vương đó, làm đế làm vương kiểu đó rồi ngồi trong đó mà viết lịch sử. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và một cái bản tin rất là nhanh chóng để mà gửi đến cho quý vị là bên cạnh đó có ba nhóm mà bảo vệ môi trường họ đã kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Về cái vấn đề gì thưa quý vị? Là quý vị chắc chưa quên cái bức tường biên giới mà Tổng thống Donald Trump ông luôn muốn xây thưa quý vị. Thì những cái tổ chức bảo vệ này họ đã cho rằng là cái công trình mà bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico khi mà được xây dựng lên nó gây tổn hại cho môi trường. Khi mà cái bức tường này được dựng trên khu đất liên bang mà cần được bảo vệ. Vì tại sao thưa quý vị? Vì cái công trình này sẽ đe dọa những cái loại động vật hoang dã vốn đang có nguy cơ tuyệt chủng. Mà những cái loại này là loại những con thú nào thưa quý vị? Họ nói đến nào là chó sói rồi là những cái con báo đốm. Thì ba cái nhóm này là những người mà họ bảo vệ động vật hoang dã, rồi Trung tâm Đa dạng Sinh học và Quỹ Bảo vệ Pháp lý Động vật. Họ đã kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên tòa án liên bang của nước Mỹ ở ngay tại Washington. Thưa với lại luật sư Duy nghe khi mà ba cái tổ chức bảo vệ môi trường họ kiện Tổng thống Donald Trump cái vấn đề xây bức tường biên giới, thì giữa cái vấn đề mà bảo vệ những loại động vật hoang dã hay là thật sự là có cái hiệu quả khi mà xây bức tường này để mà ngăn cấm cái vấn đề mà những người di dân bất hợp pháp họ vào nước Mỹ hay không? Cái điểm nặng nhẹ như thế nào thưa luật sư? Thứ nhất là về cái vấn đề là bức tường có hiệu quả hay không đó, là anh em mình nói chuyện nhiều lần rồi, nói đi nói lại là chắc là cũng không có muốn phí thời giờ cho quý thính giả. Mình đã cho biết rằng là từ ma túy cho tới con người mà vô lậu đó, đi vô nhiều ngõ lắm mà. Thành ra về bức tường thì anh Duyên nói nhẹ đi, nhưng mà anh Duyên nghe Lê Ngọc trình bày về cái vấn đề là phá hoại môi trường, ảnh hưởng tới cái habitat của những động vật hoang dã đó. Cái đó mình phải nhấn mạnh một chút xíu, là tại vì chúng ta đó, chúng ta sống ở thành phố, chúng ta cứ nói là ô cái này mấy cái tay chống Tổng thống Trump làm thì vì lý do chính trị chứ còn đâu có cái chuyện đó. Bây giờ mình đi xa xa một chút xíu nè.
ở những cái thành phố ở bên Ấn Độ đó, là tại vì họ 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 xây thành phố mà bừa bãi đó, cho nên quý thính giả biết là thành phố mà đi sát ven rừng mà lại phá cái habitat đó, đến mức độ mà cọp với beo nó vô thành phố. Có những thành phố ở Ấn Độ người ta phải đóng cửa lại, mà có một cái hình chụp đó là ở trong nhà mà thấy con beo nó đang nhảy qua hàng rào nhà mình như thế này nè. Điều đó có nghĩa là chúng ta xoáy bỏ, là mình xoáy vô những cái mình, bây giờ mình nói một cái đơn giản để hiểu nè. Hồi nhỏ mình chơi đó, mình có một cái ổ kiến đó, mà mình chạy lại mình phá cái ổ kiến thì đương nhiên là cái kiến nó cắn mình thôi à. Cái đó là chuyện hồi nhỏ cho nó dễ hiểu. Bây giờ chúng ta mình khai thác những mỏ dầu, mình làm đường xe lửa, mình làm máy bay, làm phi trường, rồi mình cứ lấn đó. Mỗi một lần mình phá cái môi trường đó thì đương nhiên mình làm xáo trộn cái hệ thống sinh thái và sinh vật nó đầy hết rồi. Chính vì như vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng là mà mình chỉ có những nhà khoa học đó họ theo dõi thì họ biết, còn mình ở thành phố thì ngày nào cũng như ngày nấy, mình tưởng là nó không nguy hiểm lắm. Cho nên cái câu mà Lệ Ngọc mới vừa nói hồi nãy đó là động vật hoang dã mà chúng ta làm xáo trộn đó. Chẳng những động vật hoang dã thôi, mà cái lòng tham của loài người đó làm xáo trộn những xã hội của loài người nữa. Mình đi qua mấy cái nước đó nó có dầu hỏa, chẳng hạn như cái nước mà Guinea xích đạo đó, mình qua bên đó cái mình mới biết là mình muốn khai thác mấy cái mỏ dầu, mình mà muốn khai thác mấy mỏ dầu thì mình mua những cái đầu trâu mặt ngựa bên đó, như tụi nó lên làm tổng thống rồi nó mới bóc lột dân chúng, mà mình muốn khai dầu mà mình muốn giá rẻ nữa, cho nên mình bơm tiền cho tụi nó giàu sụ lên, rút hết cái tài nguyên của của những cái nước mà nghèo như vậy. Mà vì rút hết tài nguyên rồi, cái tham nhũng nó càng lúc nó càng nhiều, nó mới sinh ra những cái người mà nghèo khổ, rồi những người nghèo khổ đó rồi mới nổi dậy, rồi mới chiến tranh rồi mới thành ra tị nạn, rồi nước Mỹ mình cuối cùng mình cũng phải lãnh cái tị nạn đó thôi, cả thế giới lãnh cái tị nạn mà. Cho nên chúng ta cứ tiếp tục giống như một cái đứa trẻ mà cứ thấy cái ổ kiến nào cũng quậy lên, thấy cái ổ ong nào mình cũng phá để mình vui đó, thì khi mà bị ong chích hay là bị kiến cắn, cái chuyện đó nó là tự nhiên thôi, cái đó là common sense. Cho nên việc mà xây một cái bức tường không cần thiết, không có hiệu quả mà gây ra cái xáo trộn sinh thái là một cái điều kinh hoàng. Nhưng mà vì lý do chính trị, vì lá phiếu, Donald Trump vẫn làm như thường. Còn ngay bây giờ nếu mà chúng ta nói thực sự là một ngày mà không có những cái cộng đồng di dân, kể cả hợp pháp, bất hợp pháp đó, là cái kinh tế Mỹ nó bị khó khăn liền tức khắc. Bởi vậy có những người không hiểu nói rằng là ông thống đốc của California cho mỗi một cái gia đình mà gọi là di dân bất hợp pháp đó, cho mỗi gia đình 500, chửi ổng. Bây giờ trưng ra cái con số là chúng ta biết là những người di dân bất hợp pháp đó họ không đóng thuế liên bang, nhưng mà họ vẫn đóng thuế tiểu bang. Vậy thì cái thuế mà họ đóng cho California nó lên nhiều tới cái mức độ mà bây giờ mà lấy mà cái tiền đó mà để mà cứu trợ cho họ cũng chỉ là một con số nhỏ thôi. Quý tín giả nên nhớ nè, là bây giờ mình nói mình là cá nhân mình, là mỗi một mình hồi mình còn trẻ mình đi làm đó, mình đóng thuế vô Social Security, mình đóng chút vậy đó, vậy mà nó cứ đẻ lời ra hoài cho tới khi mình lớn tuổi đó, là mình nhận cái tiền đó, mình nhận suốt đời mình luôn đó. Quý tín giả thấy không? Vậy thì cái tiền mà thu được rồi tích lũy mà nó đẻ ra lời đó, cái số đó càng ngày càng lớn, thì mỗi một tiểu bang ngoài cái tiền mà họ nộp cho liên bang ra, có cái tiền riêng của họ đó, thì cái tiền đó của California là do cái quỹ đó là do những cái người mà đi làm rồi đóng thuế tiểu bang họ gom họ để dành đó. Bây giờ mà có lôi cái con số đó ra đó, nó cũng chẳng chả ăn thua gì với cái số những cái người đó đóng hết đó. Vậy mà tôi nghe những người không hiểu mẹ gì về kinh tế nói là California ngu, lấy tiền ra để mà lo cho cái người bất hợp pháp. Nói một câu đó là nó vừa nói cái ngu dốt mà nó vừa nói luôn cả cái vô nhân phi nhân của một con người. Tôi không thèm trả lời, không thèm giải thích nữa mấy cái người đó. Tôi cái thì giờ tôi nói chuyện với gia đình tôi, chứ còn nói chuyện với mà cái lũ mà đi biểu tình với lại quơ cờ quơ này nọ kia, tôi có quẩn để tôi làm cái chuyện đó mà. Cho nên yes, phá hoại cái cơ sở của động vật hoang dã đó nó nguy hiểm, và mình tưởng là nó không trực tiếp chứ nó
trực tiếp tới đời sống của chúng ta, của đời sống người Mỹ. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, một cái sự kiện cuối trước khi mà anh em của chúng tôi tạm biệt quý vị thính giả trong ngày hôm nay, thì thưa với luật sư Duyên, cái chương trình cứu trợ mà lần thứ tư thì chúng ta đang biết là cũng có rất là nhiều sự tranh cãi. Bà Nancy Pelosi thì bà đưa ra là vấn đề này là đang cần phải bỏ phiếu, cần phải làm việc trong một cái thời gian gấp rút để mà tiếp tục hỗ trợ cho người dân và hỗ trợ cho những cơ sở thương mại. Nhưng mà bên phía cố vấn kinh tế của tòa Bạch Ốc thì lên tiếng và cho rằng cái việc mà để mà bàn tới cái dự luật trợ giúp trong cái chương trình lần thứ tư này là còn quá sớm. Thì cái trong cái vấn đề cái sự tranh cãi này, cái sự kiện, cái mấu chốt nó là từ vấn đề gì thưa luật sư Duyên? Thứ nhất là cái mình nghe đó, tức là lần này cái gói trước chỉ có 2.200 tỷ thôi, mà lần này đó là bà là hạ viện mà bà Pelosi bà đề nghị đó là lên tới 3.000 tỷ lần, là tại vì bà dự đoán là cái kéo dài của cái dịch này đó có lẽ là không có đóng nhanh chóng đâu, mà nếu mà không nhanh chóng đó thì người dân cần thêm cái sự hỗ trợ để mà kéo dài, mà cho nên chúng ta biết là trong 3.000 tỷ đó thì có 1.000 tỷ đó là chia đều cho các tiểu bang, cho 50 tiểu bang rồi, còn cái 1.200 đồng mỗi người giống như lần vừa rồi đó, bà muốn có thêm một lần nữa, tức là mỗi người có thêm 1.200 nữa giống như là chuyện đã xảy ra, và mỗi một gia đình đó là tối đa là $6,000, rồi bà có 200 tỷ để mà phụ trợ cho những cái nhà thương, những cái người mà gọi là first responders mà. Rồi bà dành 75 tỷ cho testing với lại contract tax, là tại vì mình có test, mình có theo dõi thì cái kinh tế mình nó mới mở cửa nhanh lại. Thì muốn kinh tế mở cửa nhanh lại mà không có muốn trả giá bằng mạng người thì phải trả giá bằng số tiền thôi. Mà tôi đã nói rồi mà mình muốn nhanh mà muốn tốt nữa thì mình phải trả giá, mà thay vì trả giá bằng mạng người, bà trả giá bằng tiền để người ta làm cái làm thuốc này nọ vân vân. Rồi bà muốn giúp 175 tỷ để cho những cái người mà mướn nhà với lại bị kẹt tiền thuê nhà nữa vân vân. Rồi một cái số tiền lớn để mà cho cái chương trình sức khỏe đó mà mình vẫn gọi là Obamacare đó, để cho những cái người mà ngay bây giờ không có thì ghi danh thêm cho người ta để mà người ta có cái bảo nghĩa là bảo trợ về y tế. Nói chung là quý tín giả nhìn thấy là không phải là tự nhiên muốn tung ra là bả tung ra đâu, bả tung ra là như vậy. Cái kẹt là bên phía bên Cộng hòa đó, thì bên phía đảng Trump thì đúng hơn, một lần tôi nói cái chữ Cộng hòa, bây giờ tôi ngượng miệng lắm, tôi nói là đảng Trump. Thì đảng Trump họ không muốn cái chuyện đó, là tại vì sở dĩ mà họ không muốn chuyện đó, họ nói là để chờ một đồng họ tung ra thì phải chờ lá phiếu. Mà cái kẹt của cái chờ là nó cũng tương tự như vậy nè. Tôi nhiều khi mình nói chuyện với mấy cái người Việt Nam mình chơi với nhau đó, cái chuyện lớn tuổi đó là tôi không có cho tiền cho con tôi bây giờ, chừng nào tôi chết thì tụi nó mới chia vậy, nó chia, tôi muốn chờ. Ngay bây giờ thí dụ những cái người mà có dành dụm dư ra đó, mình cho con cho cháu mình bây giờ thì nó dùng cái tiền đó để nó đi học, chứ còn đợi cho tới lúc mà mình chết rồi đó, con mình lúc đó toàn là 50 tuổi 60 tuổi hết rồi, nó có cần tiền mình nữa đâu. Thành ra tôi cứ đùa tôi nói là ông đó mà ông cho con cháu ông bây giờ đó thì cho con cháu ông nó còn nhớ ông, tới chừng mà ông chết rồi đó nó sẽ không bao giờ nhớ ông đó, là tại vì ông chết rồi thì tiền cũng về nó anyway, chờ làm cái gì nữa. Mà cho nên phải nói thẳng là trong cái cơn đại dịch này người ta cần tiền thì nên giúp lại bây giờ, còn đợi tới khi mà đại dịch qua rồi đó mà ông có nói tới tiền người ta cũng chả khe nữa, đại khái nó như thế. Cho nên đó là một cái góc nhìn mà anh Duyên vẫn nói đó, là dựa trên cái ngân sách mà mình biết, dựa trên cái tiền thuế thu mà mình biết, và dựa trên cái chuyện mà mình nên đánh thuế nhà giàu đó, thì anh Duyên vẫn nghĩ là một cái gói 3.000 tỷ này không có cái gì gọi là quá đáng nếu mà chúng ta biết làm và chúng ta dám làm cho đúng. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, quý vị cũng biết là
thời gian cũng hết rồi, nhưng mà có lẽ là có một cái điểm mà Lệ Ngọc thấy là đôi khi đó, thưa với lại luật sư Duyên, tất cả những gì mà giới truyền thông nói đến hay đưa ra những tin tức đó, không biết là đưa ra những sự thật, những con số chính hay là những cái điều mà người dân chúng ta cần nghe đến sự thật, thì cái điều này chắc là làm cho Tổng thống Donald Trump ông giận dữ lắm. Thử Lệ Ngọc thấy cái hình ảnh trên cái video YouTube là Tổng thống Donald Trump ông phải cắt ngang, ông rời bỏ, ông bỏ cái cuộc họp báo sau khi mà ông có những cái câu hỏi mà của những phóng viên mà đã tạo ra một cái sự giận dữ cho chính Tổng thống Donald Trump nữa. Thành thử thật sự không biết là những gì mà hiện nay vừa bị ảnh hưởng bởi COVID-19 mà chúng ta thấy cái nền chính trị của nước Mỹ nó cũng có quá nhiều những cái sự tranh cãi, thưa với lại luật sư Duy. COVID-19 là một cái hiện tượng của thiên nhiên, nhưng mà cái xáo trộn nó tới bị nó tới cái mức này đó, nó chỉ vì cái não trạng của tổng thống. Giống như anh phân tích hồi nãy rất là dài, sau khi anh coi cái phim mà Silence of the Lambs trở lại đó, áp dụng vô cái tư tưởng của tổng thống đó, cái bệnh đó, yes, coronavirus nó là cái bệnh, nhưng mà vì cái bệnh tâm thần của tổng thống nó làm cho cái coronavirus này nó xáo trộn, nó hỗn loạn đi. Cái bệnh của Donald Trump là đi đâu mình cũng phải number one hết đó. Thành ra cái người ký giả họ hỏi một cái câu nó rất là common sense mà gia đình NVR của mình cũng sẽ hỏi thôi à. Bạn nói rằng là tại sao tổng thống nói đó, nói về cái vấn đề gì, ngay cả vấn đề thử đó cũng nói là mình là nhất trên thế giới, mình là các nước không bao giờ bằng. Thì cái người ký giả họ hỏi là cái chuyện đó nó có quan trọng không, nó có matter hay không, cái chuyện mà mình hạng nhất hay hạng nhì đâu có quan trọng đâu, mà tại sao mà tổng thống cứ nâng lên để mình nói cái chuyện gì cái là mình hạng nhất, cái gì cũng mình hạng nhất. Thứ nhất nó không có đúng, và thật sự nó có matter hay không, nó có ăn nhầm gì hay không. Thì thưa quý thính giả, tổng thống không trả lời được, tổng thống đâu không trả lời được. Rồi tổng thống thấy bà này là người Tàu mà, nói là đi hỏi Tàu đi. Cái đối đáp qua lại đó, nó cho thấy rằng là cái điều hồi nãy tôi phân tích về Donald Trump đó, nó chính xác đến một cái mức độ là cái anh giết người đó, là ảnh giết người là bởi vì ảnh, khi ảnh giết ảnh sướng mà, ảnh covet cái chuyện đó mà, ảnh desire cái chuyện đó mà, cho nên biết là giết người cũng nhiều khi chả có đem cái lợi mình đó, nhưng mà người ta họ giết hàng loạt. Thì cũng giống như Donald Trump ấy, hãy mà cái coveting của Donald Trump là khi mà nói ra bất kỳ một cái điều gì thì cũng phải chứng tỏ là tao ngon hơn mày, tao tốt hơn mày, tao cả đám tụi bay, ngay cả về khoa học tao cũng number one, về xây tường tao cũng number one. Mình nghe hoài rồi mình biết cái băng nó nhão rồi, nhưng mà mình hỏi là tại làm sao cái băng nó nhão rồi, ai cũng biết nó nhão hết, mà Donald Trump vẫn phát ra là tại vì cái bộ óc của him đó, từ hồi nhỏ một thằng bé 1 tuổi 2 tuổi mà nó đã được spoil rồi, nó giống như là một ấu chúa ở trong triều đình của Tàu ngày xưa rồi, tức là cái gì cũng phải nhất, nói bậy cũng phải nhất mà. Và chính cái đó nó mới dẫn tới những cái chuyện mà rất là khôi hài. Người ta chỉ hỏi một cái câu bình thường thôi, tổng thống trả lời không được. Dạ thưa tổng thống, cái chuyện mà thử mà cũng muốn tranh hạng nhất nữa là cái chuyện gì? Thì thôi, cái câu trả lời là cái cô ký giả này dốt quá, nội cái chuyện mà giật bồn cầu đó, tổng thống cũng giật nhiều hơn người ta nữa. Mỗi một buổi sáng tổng thống nói mà, một người Mỹ trung bình giật 10 lần, cái đó là tổng thống nói bá láp, nói xạo. Chỉ có một cái điều là tổng thống giật tới 50 lần lận, rồi chia đều cho trong gia đình mà 4 người nữa đó, thì mỗi người trung bình 10 lần, cái chuyện đó chắc là có. Đó là vấn đề không? Dạ vâng, thưa quý vị, tạm biệt quý vị thính giả. Anh em của chúng tôi sẽ trở lại hàng ngày để mà có thể có những cái tin tức thưa chuyện với lại quý vị. Cảm ơn quý vị thính giả, một ngày thật là bình an và nhiều sức khỏe sẽ luôn đến với lại tất cả anh chị em của chúng ta. Xin kính chào.